sáng, tôi thức dậy khá muộn. Có lẽ Nhạc đã đưa cô gái đi từ sớm. Tôi đoán thế vì ngôi biệt thự hoàn toàn im ắng. Nhớ tới những sự kiện xảy ra vào lúc nửa khuya, tôi có cảm giác như đó chỉ là cơn mộng. Nhưng rõ rệt, ba chiếc tách trà vẫn còn nguyên vẹn trên bàn khách. Tôi mở cửa đi xuống nhà để xem xét và không thấy chiếc Honda 90 của Ngạc. Buổi trưa vẫn còn ẩm đục, những tia nắng mỏng yếu ớt không đủ xuyên qua đám sương mù trôi lả đà trên thung lũng ven đồi. Làm vườn chán, tôi rửa tay chân rồi vào nhà đọc sách. Tôi thầm nghĩ, hôm nay là ngày Chủ nhật, Ngạc lại vừa quen được một cô gái xinh đẹp như Mỹ Linh, dễ gì anh chàng chịu bỏ về nhà đem bàn cờ tướng ra đấu suốt buổi với tôi như mọi ngày nghỉ khác. Vì đêm trước thiếu ngủ nên chỉ nằm suy nghĩ vẩn vơ một lát, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ mệt nhọc, tôi mơ thấy Mỹ Linh bay lả đà trên thung lũng sương mù. Nàng ngoái lại để tai hối thúc Ngạc đuổi theo. Ngạc cúi sạp người trên yên xe, rú mạnh tay ga. Bỗng từ trên đỉnh đèo xuất hiện một chiếc xe đò bon bon đổ dốc đứng và tông mạnh vào chiếc Honda của Ngạc. Cả xe lẫn người bị hất tung vào vách núi. Cơn ác mộng làm tôi sợ hãi thét lớn và giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi tuôn nhớp nháp lưng áo mặc dù trời đang lạnh. Lúc này hình như còn sớm, tôi đoán thế. Nhưng ngoài các cửa sổ đều buông rèm kính, cho nên căn phòng nhá nhem tối. Tôi để tay lên ngực, chỗ trái tim đang đập mạnh làm tôi muốn ngộp thở, rồi xỏ dép tiến về phía bức tường đặt công tắc điện. Khi ngọn đèn vụt sáng, tôi thấy Ngạc đang ngồi lặng lẽ nhìn vào bàn cờ từ hồi nào. Có lẽ Ngạc đang suy nghĩ nước đi của ván cờ dang dở hồi tối hôm qua trước khi Mỹ Linh xuất hiện. Sau phút thảng thốt, tôi hỏi Ngạc: "Cậu đưa người đẹp Mỹ Linh đi chơi tận cõi ta bà thế giới nào mà mãi đến bây giờ mới dẫn xác về vậy?" "Xa lắm." Ngạc đáp nhẹ như hơi gió thoảng, trong lúc bàn tay hắn với năm ngón cong cong vẽ những nước đi tưởng tượng trên bàn cờ tướng. Tôi tiến lại ngồi đối diện với Ngạc bên bàn cờ rồi nói với hắn: "May quá cậu đã về đây, tôi vừa thấy cậu bị đó chỉ là cơn ác mộng." "Ông để ý làm gì chuyện đó?" Ngạc nói, mặt vẫn cúi xuống bàn cờ tướng. "Ở cõi tạm này thì thực hay mộng cũng vậy thôi, có khác gì nhau đâu. Một ông vua giàu sang quyền quý, trị vì dài ba chục năm, thì cũng có khác gì một giấc kê vàng khi ông ta xuôi tay từ giã cõi đời." Nghe Ngạc nói, tôi bật cười bảo hắn: "Mới gần cô Mỹ Linh có một đêm một ngày thôi mà bạn tôi đã lây cái máu triết lý của nàng rồi. Nghe bạn nói tôi cứ tưởng như là chính cô ta nói vậy." Bỗng Ngạc đưa tay xóa nhanh bàn cờ dang dở, đoạn
ngước lên nhìn tôi, nói bằng giọng khẩn khoản ít có: Ông có thể chiều tôi đánh với tôi một ván cờ cuối cùng không? Tôi hứa, chỉ một ván cuối cùng thôi. Tôi vui vẻ đáp: Nếu bạn thích, tôi sẵn sàng đấu với bạn bao nhiêu ván cũng được. Bạn sắp cờ đi, tôi bắt chút nước pha trà. Trời lạnh quá. Thôi khỏi cần. Ngạc đưa tay ngăn lại: Tôi chỉ đấu một ván cờ cuối cùng thôi mà. Tôi cảm thấy có một cái gì lạ lạ trong thái độ của Ngạc tối nay. Hắn cứ lặp đi lặp lại câu ván cờ cuối cùng. Hay là anh chàng bị dày vò bởi mặc cảm thua sút bạn bè? Có thể lắm. Trong việc học hành, mặc dù Ngạc rất chăm chỉ cần mẫn, nhưng ngay từ hồi còn ở bậc trung học, tôi vẫn luôn luôn đứng trên hắn trong bảng xếp hạng và những kỳ thi tốt nghiệp. Về mặt tình cảm, những người con gái Ngạc yêu chân tình, say đắm, nhưng hắn vẫn bị ruồng rẫy. Trong khi đó, đối với những người con gái chúng tôi cùng quen biết, tôi chỉ đùa giỡn vòng ngoài lại được họ yêu tha thiết. Điều kỳ lạ là Ngạc tuy không đẹp trai, nhưng có vóc dáng thật nghệ sĩ và rất đa tài. Hắn làm thơ khá hay, thổi sáo, chơi đàn guitar, piano, violin thật tuyệt diệu. Chính tôi có lần đã phải thốt lên: Bạn tài hoa nghệ sĩ quá Ngạc à. Nếu tôi là con gái hả, tôi sẽ sẵn sàng quỳ xuống dâng trái tim cho bạn đó. Câu nói thành thật của tôi khiến Ngạc xúc động, nhưng hắn chỉ cười buồn. Ôi, thời buổi này đám con gái chỉ thích những tên thanh niên dai u thịt bắp. Bởi thế tôi luôn luôn cô đơn giữa thế giới loài người. Quả chăng tôi chỉ có thể tìm được tình yêu ở những cô gái liêu trai. Sắp xong những quân cờ, Ngạc bảo tôi: Ông đi trước đi. Bạn chứ? Tôi đáp. Ngạc lắc đầu: Không, không. Bạn đã chấp tôi đi trước nhiều lần rồi, trên bàn cờ cũng như ngoài cuộc đời. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn luôn luôn thua bạn. Cái thua của kẻ được chấp nó nặng nề lắm. Nước cờ đầu tiên của tôi là lên tượng, Ngạc vào pháo đầu. Bạn lại nhường tôi ở thế tấn công rồi. Đừng có nghĩ thế chứ. Hãy coi chừng hai con mã của tôi kìa. Vượt qua sông với những thế chiếu liên quan là bạn kẹt lắm đó. Ngạc đáp, giọng lạnh lùng, quyết liệt: Bằng mọi giá tôi sẽ giết cặp ngựa của ông ở ván cờ cuối cùng này. Những nước cờ sau, Ngạc dồn cả hai con xe và pháo chặn đuổi, quyết bắt cho được con mã của tôi. Chính vì thế Ngạc bị sơ hở trong thế thủ. Nếu như mọi lần tôi chỉ cần đi thêm vài nước là thủ thắng, vì mặt tướng bên Ngạc trống lại bị khuyết mất sĩ, là hai tay cận vệ quan trọng. Tôi liếc nhanh Ngạc, môi hắn mím lại, khuôn mặt tái xanh như da người chết. Hắn nhìn chằm chằm thế mã giao chân của tôi như con hổ rình mồi, thèm thuồng nhưng chưa dám tấn công. Không khí căng thẳng một cách vô lý bất thường. Tiếng những trái thông khô rơi rụng và tiếng tác tác của loài nai từ rừng xa vang vọng. Tất cả chiều động lại tại bàn cờ. Bất ngờ, thì Ngạc la lớn và cầm con xe đỏ đập mạnh trên con mã của tôi, vang lên một âm thanh chát chúa. Nhìn những quân cờ còn lại trong ván cờ tàn của hai bên, tôi bỗng trở nên bối rối. Hơn Ngạc một con xe lại còn sĩ tường, thêm ba con chốt sắp vượt qua sông, tôi sẽ thắng Ngạc dễ dàng nếu muốn. Nhưng thực tâm tôi không muốn thế. Nhìn nét mặt căng thẳng của Ngạc, tôi thấy dường như có một cái gì nghiêm trọng sau ván cờ này. Lòng tôi dấy lên một nỗi lo sợ bâng quơ.
tôi quyết định phải thua. Nhưng thua làm sao thật tự nhiên để Ngạc không thể khám phá ra. Tôi cầm con tượng kéo xuống để hở mặt tướng sau khi con xe đỏ của Ngạc đã tàn sát cặp sĩ của tôi. Tiếp đến, vì một nước đi lờ đễnh, tôi lại bị Ngạc bắt mất con mã, vốn là nỗi đe dọa đối với hắn. Ngạc sung sướng reo lên. Nhất định ông phải thua tôi ở ván cờ cuối cùng này. Tôi nhìn vào bàn cờ, làm ra vẻ suy nghĩ thật lâu. Mà thật ra tôi cũng đang điên đầu để tìm ra được một nước thua kín đáo. Cuối cùng tôi xuất tướng, và chỉ chờ có thế, Ngạc cầm con xe đỏ điếu mạnh, tướng tôi lại thụt vào. Rồi chỉ bốn nước sau, con chốt đỏ của Ngạc nhập cung, Ngạc cầm con xe đỏ lên. Nước cờ quyết định thắng bại đã rõ. Tôi liếc Ngạc và cảm thấy hài lòng vì nước thua kín đáo mà tôi đã khéo léo tạo ra từ những nước đi trước. Nhưng thật bất ngờ, Ngạc ném mạnh con xe đỏ của hắn vào bức tường đối diện, thay vì đặt lên bàn cờ chiếu bí tôi. Ngạc nói bằng giọng tuyệt vọng: Ông vẫn thắng, tôi luôn luôn là kẻ bại trận. Tôi làm bộ ngạc nhiên: Sao thế? Ông chỉ cần chiếu thêm có một nước là tôi bí mà. Không đâu. Ngạc lắc đầu: Ông thắng tôi ở sự cao thượng của tình bạn. Vừa rồi vì háo thắng, mặc cảm, tôi tưởng rằng đã giết được cặp mã của ông và thủ thắng. Nhưng giờ thì tôi hiểu, tôi đã thua. Ông đã tặng không cho tôi con xe và cặp mã. Nói đến đây, Ngạc đưa tay lựa con xe và hai con mã xanh bỏ vào túi quần, rồi từ từ đứng dậy. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt thâm thẳm, miệng lẩm bẩm: Tôi vẫn thua ở ván cờ cuối cùng này. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn đã chu đáo dành cho tôi chiếc xe song mã. Vĩnh biệt. Ngạc xoay lưng bước ra cửa. Tôi vừa toan đứng lên giữ hắn lại, nhưng bất chợt tôi nhìn thấy nguyên một phần đầu phía sau của Ngạc giật nát, ốc và máu bay nhảy ướt đẫm lưng áo. Tôi hét to với nỗi kinh hoàng cùng cực và ngã xuống ngất liền. Ông biết không, tôi nằm bất tỉnh như thế khá lâu. Đến khi mở mắt ra, tôi ngạc nhiên thấy phòng khách lố nhố những người, trong số có cả hai nhân viên cảnh sát. Kể đến đây, bác tài xế rút khăn tay lau những giọt mồ hôi lạnh nhơm nhớp trên trán, đoạn nói tiếp: Thấy tôi đã hồi tỉnh, Đoàn Trang khẽ nói: Anh ở một mình trúng gió như thế này nguy hiểm quá. Lúc ba em và mọi người đến, thấy hai cánh cổng sắt phía trước và cánh cửa trong này vẫn mở toang. Linh tính có chuyện không may đã xảy ra. Tôi hỏi Đoàn Trang: Có chuyện gì vậy em? Ông Thanh đứng bên cạnh con gái đỡ lời: Bác báo cho cháu biết một tin vô cùng đau đớn. Ngạc đã tử nạn vì bị một chiếc xe đò tông văng vào vách núi gần khoảng thác Đa Tăng La. Nguyên phần sọ phía sau bị dập nát. Ngày sáng mai bác sẽ điện về Sài Gòn cho gia đình cậu ấy biết. Nghe ông Thanh nói, tôi choáng váng. Sự kiện xảy ra
hoàn toàn trùng hợp với giấc mơ kinh hoàng của tôi. Từ việc Ngạc bị chiếc xe đò tông vào vách núi gây vết thương trí mạng phía sau óc, đến việc Ngạc rủ tôi đánh ván cờ sau cùng trước khi tôi ngất đi. Thực và mộng quyện chặt lấy nhau đến độ tôi nghi ngờ ngay cả sự có mặt của ông Thanh, Đoàn Trang và hai nhân viên cảnh sát. Họ đang hiện hữu thật sự hay cũng chỉ là hình ảnh sự kiện nối tiếp của cơn ác mộng? Tôi cắn vào môi mình, cảm giác đau điếng đủ cho tôi hiểu ít nhất là ở thời gian này tôi đang tỉnh. Tôi vụt rời khỏi giường, bước nhanh đến chỗ bài bàn cờ tướng. Những quân cờ hai bên vẫn còn nguyên với những diễn tiến ở trận đấu của ván cờ tàn vừa qua. Con chốt đỏ của Ngạc đang nằm trong cung, và chỉ thêm một nước chiếu nữa là bên xanh của tôi bị thua. Tôi nhớ lại, Ngạc đã cầm con xe đỏ, và thay vì chiếu bí tôi, hắn đã ném mạnh vào bức tường. Ông chẳng thế, tôi luôn luôn là kẻ bại trận. Tôi nhìn xuống đất, con xe đỏ vẫn còn nằm lăn lóc bên những mẩu thuốc lá theo thói quen bừa bãi tôi thường búng tứ tung thay vì dúi vào chiếc gạt tàn. Một điều nữa khẳng định sự có mặt của Ngạc vừa mới đây là bộ cờ thiếu mất con xe và hai con mã xanh, những quân cờ Ngạc đã lấy bỏ vào túi trước khi xoay lưng bước đi. Rửa mặt, thay quần áo xong, tôi theo cha con ông Thanh và hai nhân viên cảnh sát đến nhà xác bệnh viện Đà Lạt. Trời chiều lạnh buốt, rừng thông dưới thung lũng ven đường qua cơn giông bão đêm trước nhoài mệt, ủ rũ dưới sức nặng của những đám mây xám chập trùng từ bốn phương tám hướng trôi về. Đầu óc tôi bền bồng, hư ảo. Những hình ảnh, những sự kiện chữa mộng và thực vẫn đang chéo vào nhau trong cùng một khoảng không thời gian nhiều biến động. Tới bệnh viện Đà Lạt, tôi lặng lẽ bước xuống xe theo ông Thanh, Đoàn Trang và hai người cảnh sát vào khu nhà xác. Mới đến cửa, tôi đã nghe nhiều tiếng khóc thúc thích vang ra. Người cảnh sát đi bên tôi chép miệng: lúc này tai nạn xảy ra nhiều quá. Trưa hôm qua chiếc xe lô chở hơn 10 hành khách lao xuống vực, không ai sống sót hết. Từ bên trong, tiếng một người đàn bà thảng thốt la lên: Mỹ Linh! Trời ơi! Đúng là Mỹ Linh con gái tôi. Con ơi, tại sao con bỏ mẹ đi thế này? Con ơi, Mỹ Linh con gái. Cái tên của người con gái bị tử nạn khiến tôi giật mình, bước nhanh lại chỗ thềm xi măng quàng hàng chục xác người. Tôi nhìn mặt người chết, đúng là cô gái đêm qua đã đến ngôi biệt thự của chúng tôi giữa cơn mưa bão. Da mặt tuy đã tái nhợt nhưng cũng không xóa hết vẻ thanh tú hiếm có mà ai đã từng gặp một lần khó thể nào quên. Không cầm lòng được, tôi buộc miệng hỏi người đàn bà: thưa bà, có phải cô Mỹ Linh học năm thứ hai ban triết ở Đại học Văn khoa không ạ? Không ngước lên nhìn tôi, người đàn bà rền rĩ: tự dưng một hai gì nó cũng đòi đi thăm lại căn nhà cũ của con Tố Hoa.
Đứa bạn gái của nó chết từ đời kiếp nào rồi? Thật là khổ cho tôi. Con ơi là con ơi. Một cảm giác lạnh buốt được chạy nhanh từ xương sống lên đến đỉnh đầu. Cô gái đang nằm đây bị tử nạn vào trưa ngày hôm qua. Thế mà vào buổi tối cùng ngày hôm đó, tôi và Ngạc đã cùng ngồi nói chuyện, uống trà với cô ta. Đang bàng hoàng trong cơn chấn động thần kinh, tôi bị ông Thanh nắm vai kéo lại chỗ đặt xác Ngạc. Bị thôi thúc bởi sự tò mò cùng với niềm sợ hãi tột cùng, tôi lật tấm vải quàng. Trước ánh mắt ngạc nhiên của ông Thanh, tôi thò tay vào túi quần Ngạc, xúc tay ra giơ lên trước mặt. Tôi từ từ xòe từng ngón. Trời ơi, trong lòng bàn tay tôi là ba con cờ, con xe và hai con mã. Dài ba chục năm thì cũng có khác gì một giấc kê gà khi ông ta xuôi tay từ giả gọi đầu. Chân vào cõi cực lạc muôn đời.